Xin chào các bạn, tên tôi là Lê Đình Trác, cán bộ của tổng ty ga Petrolimex. Tôi hôm nay xin giới thiệu với các bạn quy trình lắp đặt một hệ thống ga bình 48. Đối với khách hàng dùng bình công nghiệp, khi chúng ta có một khách hàng dùng ga bình 48 thì chúng ta phải khảo sát thật kỹ lưỡng về vấn đề thiết bị, xem thiết bị đấy dùng mục đích gì và áp suất làm việc của thiết bị là bao nhiêu. Từ đấy chúng ta mới lên được chi tiết tính toán đến việc đường ống cũng như là tính toán việc dàn góp ở trên kho ga. Trình tự chuẩn bị lắp đặt hệ thống dàn bình 48. 1 là khảo sát thiết kế, lập dự toán. 2 là chuẩn bị vật tư, thiết bị theo dự toán thiết kế. 3 là chuẩn bị dụng cụ lắp đặt. 4 chuẩn bị đầy đủ và sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động. 5. Phương án đảm bảo an toàn trong thi công. Trình tự lắp đặt hệ thống dàn bình 48. 1. Là lắp đặt giá đỡ dàn bình cao áp. 2. Là lắp đặt các thiết bị dàn bình cao áp trước van đầu áp cấp 1. 3. Là thi công lắp đặt tín đống công nghệ sau đầu áp cấp 1 đến các phụ tải. 4. Là lắp đặt van chặn điều áp cấp 2 ống mềm trước các phụ tải. 5. Là tiến hành thử kín làm sạch tín ống công nghệ. 6. Là lắp đặt bình ga vào hệ thống. 7. Hướng dẫn vận hành có tải cho khách hàng. 8. Phổ biến hướng dẫn khách hàng công tác an toàn trong quá trình vận hành hệ thống công nghệ LPG. 9. Giả định và xử lý tình huống xảy ra hiện tượng rò rỉ khí ga trên đường ống. 10. Giải đáp câu hỏi của khách hàng. 11. Ký biên bản nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn cách chọn điều áp cấp 1 cũng như là cấp 2 để thế nào cho hoạt động tốt nhất và hiệu quả nhất trong quá trình sử dụng. Trước tiên tôi giới thiệu về điều áp cấp 1. Hiện tại trên thị trường và cũng như là công ty ga Petrolimex có nhập van điều áp JICA 40 kg công suất tiêu thụ 40 kg trên một giờ và áp suất đầu vào là 16 kg và áp suất đầu ra là 3 kg. Đối với hệ thống 2-30 kg trên một giờ tiêu thụ thì chúng ta chọn cái điều áp 40 kg vừa phải và rất tốt. Xin giới thiệu với các đồng chí trên điều áp 40 kg này có đầu vào và có đầu ra. Vậy chúng ta lắp khi nó lắp vào lắp hệ thống chúng ta lắp đầu vào đúng với đầu ra. Nếu chúng ta lắp ngược đầu ra vào đầu vào của ga là ga nó không ra. Trên thân điều áp có mũi tên là ký hiệu đầu ra của điều áp. Lắp xong đầu áp, trên điều áp chúng có gen để điều chỉnh áp suất đầu ra. Chúng ta xoáy núm vặn. Chúng ta lắp vào dàn hệ thống trên điều áp của đồng hồ. Chúng ta điều chỉnh điều áp đầu ra đúng với công suất tiêu thụ. Hiện nay đối với cơ quan chức năng là cho phép chúng ta sau điều áp cấp 1 chúng ta dùng đến 1,5 cân. Vậy chúng ta chỉnh điều áp cấp 1 đến 1,5 cân, chúng ta hạ bốc hãm lại, không cho khách hàng cũng như là người không biết cách sử dụng vặn vào điều áp nữa. Như vậy tôi giới thiệu xong với các bạn cái điều áp cấp 1. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp van điều áp cấp 2. Trong hệ thống công nghiệp thường có rất nhiều hệ thống có hai thiết bị cùng chung trong hệ thống. Như vậy thiết bị dùng cao áp thì chúng ta không cần phải lắp thêm thiết bị áp. Đối với những thiết bị dùng áp suất thấp, ví dụ như lò nướng, ví dụ như chảo rán hoặc bếp Âu, vậy chúng ta trước khi lắp để thiết bị hoạt động được thì chúng ta phải tính toán được cái điều áp cấp vào cái thiết bị đấy đúng với áp suất làm việc thì thiết bị mới cháy và mới an toàn. Đây là điều áp quả chuông. Chúng ta tinh chỉnh cái áp quả chuông là cho đạt được áp suất đầu ra 0,7 kg trên 1 cm2 thì thiết bị hoạt động được. Nếu chúng ta không lắp vào van này, chúng ta dùng trực tiếp áp 1,5 cân từ điều áp cấp 1 thì cái thiết bị này cháy không an toàn và rất nhanh hỏng. Như vậy chính vì thế chúng ta phải lắp thêm cái điều áp cấp 2 này vào hệ thống để chúng ta giảm áp lại. Khi áp đầu ra ứng với áp suất của thiết bị, lúc đấy thiết bị làm việc với an toàn và được bền.
chúng ta lắp đều áp xong, chúng ta bắt đầu vi chỉnh để cho thiết bị, chúng ta bật thiết bị lên cháy đạt cái ngọn lửa mong muốn thì sản phẩm được tốt, thì lúc đấy chúng ta mới dừng cái vi chỉnh lại. Và lúc đấy chúng ta trên thiết vi chỉnh này có cái ốc hãm thì chúng ta hãm lại, tránh hiện tượng người không biết nên chúng ta vặn vào áp suất tăng lên. Còn tôi giới thiệu tiếp, đây là cái van cấp áp dùng cho gia đình nhưng chúng ta vẫn có thể dùng vào hệ thống công nghiệp, dùng con cấp 2. Đây là cái van dây ca áp suất là 30 mm, công suất tiêu thụ đầu ra làm việc là 1,3 kg/1 giờ. Trên hệ thống chúng ta có 2-3 loại thiết bị cháy thấp áp, cháy trung áp và cháy cao áp. Đối với các thiết bị cháy thấp áp, ví dụ nồi cơm ga, nồi nào nướng hoặc là cái bếp thấp áp thì chúng ta lắp cái van dây ca này, chú ý này, van dây ca này hiện tại công ty ga Purimax nhập rất là nhiều và trong quá trình sử dụng rất là tốt. Lắp vào hệ thống chúng ta phải chọn những thiết bị tốt để đảm bảo. Trước khi chúng ta lắp van này, chúng ta phải có cái gen ngược để chúng ta xoay cái gen ngược vào cái hệ thống. Chúng ta lắp chặt gen ngược thì chúng ta mới lắp đầu ra này vào thiết bị. Khi chúng ta lắp cái van cấp 2 này thì trong đây là có viên bi ở trong là tự ngắt. Khi chúng ta lắp, chúng ta phải tránh hiện tượng chúng ta lắp ngược để áp dốc như này thì viên bi luôn ở trạng thái đóng. Như vậy chúng ta lắp, chúng ta để van đã nằm ngang là tốt nhất. Khi chúng ta có một khách hàng dùng bình 48 thì chúng ta phải khảo sát thật kỹ lưỡng về vấn đề thiết bị và chúng ta phải đo được chi tiết khoảng cách đường ống, tránh hiện tượng chúng ta đem vật tư, chúng ta đo không chính xác đem vật tư thừa không tốt. Và thứ hai, chúng ta tính toán được chi tiết về đường ống cũng như là thiết bị, lúc đấy chúng ta mới lên được cái dự toán chi tiết và nó gần với thực tế. Chúng ta lên được chi tiết rồi thì chúng ta chuẩn bị khâu vật tư, chúng ta tính toán chuẩn bị khâu vật tư rồi chúng ta tiến hành tính khâu lắp đặt. Và các đồng chí tính toán lắp vào hệ thống dàn bình của các thiết bị, tổng thiết bị cháy bao nhiêu kg thì chúng ta mới tính tương đương cái dàn bình để cho bình ga cung cấp đầy đủ để cho thiết bị đun hết được ga trong dàn bình. Ví dụ chúng ta tính tổng công suất tiêu thụ của bếp là 20 kg/1 giờ thì chúng ta phải lắp đầu tiêu thụ đầu là bao nhiêu. Xin báo cáo đồng chí là một bình ga 48 khi mới thì hóa hơi khoảng 8 cân/1 giờ, khi bình ga còn 5-6 kg thì hóa hơi được 3 kg/1 giờ. Vậy một lượng ga tiêu thụ, một công trình tiêu thụ 20 kg/1 giờ, vậy chúng ta phải lắp tương đương với 6 bình/1 vế thì mới đảm bảo được việc ra hết ga. Nên là vấn đề chúng ta tính toán về cái dàn cao áp. Khi chúng ta tiến hành lắp đặt thì tôi hướng dẫn với các bạn lắp như thế nào để cho đúng an toàn kỹ thuật, cũng đảm bảo không về rò rỉ khi sử dụng. Khi chúng ta quấn dàn cao áp, chúng ta quấn băng tan trên dàn cao áp, chúng ta quấn theo chiều kim đồng hồ 15 vòng trở lên đối với cái gen 1/4, còn đối với gen 1/2 hoặc là gen 3/4 thì chúng ta phải quấn trên 20 vòng mới đảm bảo kỹ thuật. Quấn xong chúng ta phải miết băng tan để cho cái băng tan đấy bám sâu vào gen. Khi đấy chúng ta vặn chặn vào thì băng tan đấy không bị cuộn vào một chỗ, để cho an toàn hơn. Chúng ta quấn băng tan xong thì chúng ta phải cho keo vào đầu băng tan.
khi cho keo các bạn lưu ý, chúng bạn cho một vòng xung quanh ngoài đầu ren và chúng ta vặn theo kim đồng hồ. Chúng ta lấy dụng cụ lê hoặc mà lết, chúng ta vặn vặn chặn đến lực vừa phải và đến điểm vặn chặn cần đến điểm thao tác đóng mở thì ta dừng lại. Bây giờ tôi xin giới thiệu các thiết bạn các vật tư thiết bị lắp hệ thống ga công nghiệp bằng ống đồng. Trước tiên tôi giới thiệu với các thiết bị kết nối với hệ thống ống đồng bằng hệ. Đây là cái T hai đầu loe. Đây là cái góc. Ví dụ như cái đoạn cuối cùng của hệ thống thì chúng ta lắp cái góc kết nối với ống đồng và cái gen 1/4 này để nối với lại van chặn. Đây là cái đầu loe ống 12 và chân gen 1/2 để lắp vào đầu áp. Ví dụ đây là đầu áp 40 cân thì chúng ta lắp cái gen vào đầu áp. Khi lắp chúng ta phải cột băng tan. Đây là một cái đầu loe ống 12 và gen 1/4. Cái này chúng ta lắp kết nối vào van chặn. Nếu đường ống đi thẳng thì chúng ta lắp cái đầu gen 1/4 và ra ống loe 12 luôn. Góc loe dùng vào cái thế chúng ta không thể vốn được ống đồng. Chúng ta cắt ống, chúng ta nối ống vào đoạn góc. Thì chúng ta dùng đến cái đoạn góc loe hai đầu loe này. Còn đây là chân gen gọi là kép 1/2 nối giữa các cái đầu củ van vào với lại thiết bị hoặc là dàn góp chẳng hạn. Chúng ta nối chân gen này vào đây gọi là cái kép hai đầu gen 1/2. Chúng ta có cả thiết bị dùng cái đầu gen to hơn, đầu gen bé hơn. Đầu này 3/4 chúng ta thu 1/2 hoặc là 1/2 chúng ta thu 1/4. Thiết bị này chúng ta dùng để kết nối từ gen to đến gen bé để chúng ta dùng cái đầu thu như thế này. Bây giờ tôi giới thiệu với các đồng chí có thiết bị dùng vào việc là loe ống, cắt ống, uốn ống để làm hệ thống ống cộng đồng. Đây tôi giới thiệu với các đồng chí, đây là cái uốn ống 12. Trên uốn ống này có điểm 0 và điểm R. Và chúng ta để uốn ống, chúng ta giới thiệu là cái. Tôi giới thiệu qua cái đây là uốn ống đồng 12. Còn đây là cái bộ loe ống trên cái bộ loe này có rất nhiều những cái kích thước khác nhau, kích thước ống 10, ống 12, ống 8, ống 6. Một cái bộ này chúng ta có thể loe được rất nhiều các loại ống. Và đây là cái đầu loe để loe cái ống đồng này ra. Chúng ta đưa ống đồng vào, chúng ta quay và sẽ loe được ống đồng ra theo hình côn. Còn đây là con dao cắt ống. Tại sao chúng ta lại dùng dao cắt ống mà chúng ta lại không dùng các bộ phận khác để cắt ống? Dao cắt ống là khi chúng ta cắt cái ống nó không hề có mạt, không tạo thành mạt. Dao này làm mòn, làm bẹp được ống và chúng ta quay dần đến đứt là nó không bị bẹp. Nếu chúng ta dùng máy như này chúng ta cắt thì trên đường ống nó sẽ có mạt, nó chui vào đường ống. Chúng ta làm không làm sạch cái đường ống thì nó chui vào thiết bị hoặc đường áp, hỏng đường áp. Thì người ta có con dao này chúng ta cắt. Đây là bộ dụng cụ cắt ống, le ống để chúng ta làm cái một hệ thống ống đồng. Cần dụng cụ bắt đầu thao tác để lắp đặt một hệ thống ga và ống đồng. Cắt ống đồng thì chúng ta đặt dao cắt vào ống đồng, chúng ta vặn nhẹ vào dao cắt và chạm vào ống đồng. Khi dao cắt chạm vào ống đồng thì chúng ta xoay một vòng. Khi chúng ta xoay một vòng và chúng ta lại xoáy thêm một chút
và chúng ta xoay nhẹ dao cắt, chúng ta xoay mạnh là nẹp đường ống, chúng ta quay tiếp một vòng, chúng ta lại xoay vào một chút, chúng ta lại quay tiếp, quay, chúng ta cứ làm như thế cho đến khi ống đồng đứt. Thì khi chúng ta cắt ống đồng, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu chúng ta xoáy nhẹ, chúng ta xoáy mạnh thì ống đồng nó sẽ... Khi cắt ống đồng xong, chúng ta uốn. Để chúng ta đo khoảng cách, chúng ta cần lấy từ đây đến đây là 50 phân. Thì chúng ta đo là đánh dấu vào là từ đầu đến điểm cần lấy là 50 cm. Chúng ta cầm thước, chúng ta đánh dấu ngay ở trên, chúng ta đánh dấu luôn ở trên đường ống 50 cm. Và chúng ta uốn, chúng ta cần lấy 50 cm. Đưa cái chiều cần lấy 50 cm ra đằng chữ L của tay ống, đánh dấu điểm 0 và điểm L. Chúng ta đưa điểm đánh dấu vào điểm L. L gọi là đơn vị đo chiều dài. Điểm L chúng ta đặt vào đâu để cho đúng. Khi điểm 0 ở tay co tạm với điểm 0 ở tay định vị và điểm L chạm với điểm đánh dấu, lúc đấy ta mới uốn. Ta uốn từ từ, chúng ta không được uốn mạnh. Chúng ta uốn từ từ, từ thì ống rất là tròn đẹp. Nếu chúng ta uốn mạnh, đường ống sẽ méo. Khi chúng ta uốn điểm 0 điểm 90 độ, lúc đấy chúng ta được một góc 90 độ. Nếu chúng ta uốn nhanh thì ống sẽ méo, hoặc ống mồng mỏng quá cũng sẽ bị méo. Đây là một đoạn là chúng ta cần lấy là đúng 50 phân luôn. Đây đúng là 50 cm chúng ta cần lấy. Đây là những đoạn góc cần lấy 34 cm. Còn những chỗ chúng ta không lấy trực tiếp được thì chúng ta phải đo 34 cm. Chúng ta đo từ đâu được một khoảng cách là 34 cm. Chúng ta đo từ mét trong 34 cm. Và chúng ta đặt điểm 0 trùng với điểm 90 thì chúng ta được góc 90 độ. Khi chúng ta le đầu ống, chúng ta tháo cái đầu le ở T ra và chúng ta cho trước vào đường ống. Le ống để cho cái đầu le nó khớp, nó khít vào đầu côn. Thì chúng ta cho đúng vị trí của le. Chúng ta cho ống vào, đầu ống nhô ra so với mặt le khoảng 1:2. Thì chúng ta vặn chặt. Thường trên thiết bị le này có cái đầu tua thì chúng ta cho vào đây, cho vào đây chúng ta gõ. Nếu chúng ta không có đầu tua thì để tua thì chúng ta dùng tay le này, chúng ta cho nó hơi rộng, chúng ta ngoái cho hơi rộng cái miệng của ống đồng ra một chút, xong chúng ta đưa vào chúng ta le, chúng ta đưa vào chúng ta xoay đến một cái lực vừa phải thì chúng ta dừng lại. Chúng ta dừng lại và chúng ta vặn ra. Lúc đấy là cái miệng le nó vừa đúng bằng thân của cái tay le, là nó rất là khít. Chúng ta le đúng 1:2 rồi chúng ta đặt vào hai cái hình côn, nó sẽ kín khít vào nhau. Chúng ta cứ khi kết nối với nhau thì chúng ta cho một chút keo ga và là cao su non, chúng ta cho vào xung quanh của miệng của ống đồng để keo chạm vào với mặt côn, nó khít vào với nhau. Lúc đấy lấy tay chúng ta vặn nhẹ vào, vặn lên tay nhưng không vặn được nữa. Lúc đấy chúng ta mới dùng dụng cụ là mở lết. Chúng ta vặn kết nối chặt lại ống đồng với nhau. Tôi giới thiệu chúng ta lắp một hệ thống có 3 bếp chẳng hạn. Thì chúng ta kết nối vào với nhau. Chúng ta kết nối bằng các cái T với nhau. Kết nối từng ống đồng với nhau. Chúng ta được một cái hệ thống ống đồng có 3 bếp. Chúng ta kết nối xong, chúng ta vặn chặt cả hai bên vào với nhau. Chúng ta quấn băng tan thì chúng ta phải quấn 15 vòng. Chúng ta quấn đủ 15 vòng, chúng ta lấy tay miết. Đây. Chúng ta miết băng tan theo chiều kim đồng hồ.
để cho kết nối gen và nó chặt thì chúng ta cho một chút keo vào đầu gen. Lúc đấy chúng ta mới vặn vặn chặn vào. Chúng ta vặn vặn chặt như thế là rất là kín. Chúng ta vặn cái tay khóa đến lực vừa phải và đến cái chiều mong muốn cần khóa của mình, chúng ta dừng lại. Ví dụ như là thiết bị cháy khóa áp thì chúng ta chỉ cần lắp đuôi chuột vào vặn chặn là xong. Tiếp đến bếp thứ hai mà cháy bằng thức áp, ví dụ như bếp gia đình chẳng hạn, thì chúng ta phải lắp cái dây ngược vào hệ thống và kết nối bằng cái van cấp 2 vào đây, thì lúc đấy ta mới dùng vào bếp thức áp được. Tôi sẽ giới thiệu cho các đồng chí và các bạn xong một cái hệ thống lắp 3 bếp bằng ống đồng, cách uốn ống và cách la ống và cách kết nối đường ống. Lúc đấy xong chúng ta mới tiến hành gá ống vào tường và gá ống vào hệ thống co ga, và chúng ta thử kín xong rồi chúng ta mới kết nối với thiết bị xong chúng ta thử kín tiếp giữa các dây mềm từng ống kết nối với thiết bị, xong đấy chúng ta mới được bật bếp. Tôi giới thiệu quy trình lắp đặt hệ thống co ga đối với khách hàng công nghiệp dùng hệ thống ống đồng. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn hệ thống co ga lắp bằng hệ thống và ống đồng. Bản thân con co ga được thiết kế thành hai nhánh. Hiện tại khu này là một nhánh là 8 bình, trên một nhánh có 8 nơ heo và 8 van chặn, trên một nhánh là có một đồng hồ là đo áp lực trong bình ga. Kết thúc nhánh là có một kết nối có một van chặn tổng của nhánh. Sau van chặn tổng của nhánh là vào đỡ và có một trên van đỡ cấp 1 là đồng hồ để đo áp suất đầu ra của đỡ cấp 1. Đồng hồ sau đỡ cấp 1 này là đo 1,5 kg trên 1 cm vuông. Ta lắp cái hệ thống có cái thiết bị cháy hạ áp thì chúng ta phải lắp cái gen ngược. Đây là cái gen ngược. Cái gen ngược là thể hiện trên thân gen có một cái vạch. Cái vạch như thế là để người ta nhìn biết là ký hiệu của cái gen ngược. Chúng ta vặn chặt gen ngược vào hệ thống, chúng ta kết nối bằng điều áp, kết nối van vào gen ngược và qua dây mềm lắp vào thiết bị. Khi chúng ta vặn chặt và điều áp rồi, chúng ta mới mở ga, mở van chặn. Chúng ta thử nước xà phòng ở các khớp nối với nhau kín, thì từ các khớp nối ở van chặn đến thiết bị bếp. Bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn cách khắc phục sự cố khi không may rò rỉ hoặc xảy ra cháy thiết bị bếp thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Trong quá trình khách hàng đang sử dụng, chúng ta khuyến cáo khách hàng khi sử dụng ga không may xảy ra rò rỉ, bật dây, cháy bếp thì chúng ta phải bình tĩnh chạy lại van chặn tổng. Chúng ta dập van chặn tổng. Ví dụ đây trên hệ thống chúng tôi lắp một cái van chặn tổng trước khi vào thiết bị. Nếu trong trường hợp bếp xảy ra cháy thì chúng ta không dại gì, chúng ta cúi vào thiết bị, chúng ta khóa van trong bếp và chúng ta chạy ra ngay van chặn tổng gần khu ga hoặc gần thiết bị vào bếp và chúng ta chặn ngay van chặn tổng. Như thế này là tất cả hệ thống xả hết ga sẽ không bị cháy nữa. Xử lý tình huống rò rỉ ga. Một, người công nhân tiến hành khóa van chặn tổng trong khu vực có thiết bị sử dụng ga, tiến hành khóa các van chặn vào từng thiết bị bếp ga. 2. Tiến hành mở cửa thông thoáng, cảnh báo mọi người. 3. Tiến hành thao tác xử lý mối nối bị rò rỉ. 4. Kiểm tra thử kín. 5. Tiến hành vận hành bình thường.